Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta, tin tức ngày 1 tháng 8 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Mượn tiền đảo khế nhân viên ngân hàng cũng gần 10 tỷ đồng của khách hàng, và theo thông tin từ báo Giáo dục và Thời đại, lợi dụng công việc một nhân viên ngân hàng VP Bank Thanh Hóa đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều khách hàng với số tiền lên tới gần 10 tỷ đồng. Chiều ngày 31 tháng 7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan cảnh sát điều tra của đơn vị vừa thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Vũ Đức Anh, sinh năm 1982, trú tại phố Trần Quang Diệu, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian làm việc tại phòng thu hồi nợ khách hàng cá nhân miền Bắc ngân hàng VP Bank, Vũ Đức Anh đã làm quen với anh HND và NVT và bà LTT cùng trú tại thành phố Thanh Hóa, lợi dụng mối quan hệ từ năm 2016 đến năm 2018 với thủ đoạn vay tiền để đảo nợ cho khách hàng. Vũ Đức Anh chiếm đoạt số tiền gần 10 tỷ đồng của ba khách hàng nói trên. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và mở rộng làm rõ. Và đó là thông tin ngày 1 tháng 8 năm 2021. Và nếu anh em muốn biết thêm về cái vụ án này thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở dưới video của tôi. Và đừng quên ấn đăng ký vào chuông để theo dõi những thông tin về những vụ này nghe anh em. Và tạm biệt anh em.